Thứ nhất á, là ở xã hội Ấn Độ á, thì cái việc chắp tay thì nó mang ý nghĩa đầu tiên là cái sự chào hỏi, nhưng mà sự chào hỏi trong một cái tinh thần là tôn trọng nhau, thì đó là một cái cách chào hỏi. Và cái thứ hai đấy, đó là sự chắp tay mang ý nghĩa là sự kính lễ, mang ý nghĩa là sự kính lễ. Có nghĩa là khi chúng ta tôn kính một vị nào đó thì chúng ta chắp tay với họ. Đấy.